Ai cũng mong muốn giá bất động sản giảm sâu để nhiều người mua được nhà và nhiều người có tiền thì đi mua bất động sản. Nhưng mà thực tế thì rất chi là buồn cười ạ. Bạn cứ mong một đằng, sau đó thì bạn lại làm một nẻo. Trong vòng gần 2 năm trở lại đây, từ năm 2021 đến thời điểm hiện tại thì giá bất động sản đã giảm rất là nhiều rồi, có nơi thậm chí còn giảm 50-70%. Nhưng mà tại sao thị trường vẫn không có giao dịch? Tôi lấy ví dụ hai tình huống như này. Tình huống số 1 là bất động sản hôm nay bạn đang định mua có trị giá là 10 tỷ. Nhưng mà bạn đang dự đoán và bạn có suy nghĩ là tháng sau cái bất động sản này có thể nó sẽ giảm xuống 9 tỷ. Và tháng sau là nó giảm xuống 9 tỷ thật. Và sau đó thì bạn lại dự đoán rằng có thể là 2-3 tháng sau nó chỉ còn xuống 8 tỷ, 7 tỷ. Nhưng mà rồi khi nó xuống 8 tỷ, 7 tỷ thì liệu khi đó bạn đã xuống tiền bạn mua chưa? Hay là tiếp tục bạn chờ đợi nó xuống 5 tỷ, 4 tỷ? Và như thế khi mà giá bất động sản giảm thì cũng chưa biết là chúng ta sẽ chờ đến bao giờ. Tình huống số 2 là ngược lại như này. Bất động sản hôm nay bạn đang định mua có trị giá là 6 tỷ. Nhưng mà bạn sợ đắt, bạn không mua. Tháng sau bạn quay lại thì bất động sản này lại lên 7 tỷ. 7 tỷ và bạn sợ đắt, bạn về bạn tiếp tục đắn đo. Và tháng sau thì bạn lại quay lại bạn mua bất động sản này trị giá là 8 tỷ. Kết luận là gì ạ? Cái người mua bất động sản của chúng ta ấy, tính FOMO quá là cao. Bạn chỉ mua bất động sản khi mà người người đi mua bất động sản, nhà nhà nói chuyện đến bất động sản. Còn ngược lại, khi mà thị trường chững, khi mà thị trường đóng băng như thế này, khi mà sản phẩm thì đang rất là nhiều, khi mà giá thì đang cực kỳ hợp lý thì lại không ai mua. Có khi mà bạn nhắc đến hay bạn nói mua bất động sản lại còn bị người khác chửi cho là mày ngu à. Thời điểm bất động sản đang đóng băng thì mày mua làm gì? Số 2 là mọi người đi mua bất động sản thì chúng ta chỉ định giá cái bất động sản đó ở cái giá trị hiện tại, là cái giá này mình mua đã hợp lý chưa, có bị đắt hay không, hay là có mua được rẻ hay không. Chúng ta không có những điều tra về giá của bất động sản này trong quá khứ, hay là không có kế hoạch và không có kỳ vọng là giá trong tương lai của nó sau 1, 2, 3 năm nữa là chúng ta sẽ kỳ vọng lãi được bao nhiêu. Trên 90% khi anh chị đi mua bất động sản là chúng ta mua bằng cảm xúc chứ chúng ta không mua bằng lý trí á. Còn trong đầu tư bất động sản thua hay thắng thì anh chị có thể nhìn lại hai tấm gương ở quanh mình. Số 1 là người mua bất động sản khi thị trường chầm lắng. Số 2 là người mua bất động sản khi thị trường sốt, khi thị trường sôi động. Ai là người thành công, ai là người kiếm nhiều tiền và ai là người đu đỉnh?